Chào mọi người nhé, hôm nay em giới thiệu mọi người có cả một cực kỳ nhiều nhé. Đợt này hàng sớm hết rất nhiều, hàng sớm hết chuẩn bị tăng giá nên em ôm rất là nhiều nhé. Đây, sớm hết vào bách bubi loại 10 cân, loại dành cho chó con, các dòng chó cơ bắp, dòng chó hoạt động nhiều. Đây sớm hết bao bách small dành cho các dòng chó nhỏ này, thử được bung pháp phốc các thứ. Mà hớt là sạch đỏ này, dùng mọi dòng chó này. Đó, hạt rất là nhiều nhá. Rồi các nhìn kitten này, indu này, cả fit nữa nhá. Bao 10 cân. Đây sẽ mang hớt adult. Chó lớn dành cho chó trưởng thành. Đây sẽ mang hớt apro hồng 20 cân, hàng siêu rẻ nhá. Hàng này rất là rẻ, dùng rất là ok. Smart Mario Baby dành cho mẹ, dành cho chó bầu này, và chó nuôi con này, và chó con tập ăn này. Đó, đây là hàng thùng mèo ô các thứ. Đây là Apro mèo, hàng này em bán online cực kỳ tốt này. Đó, đây là Apro xanh, hàng siêu rẻ. Mà đợt tới là không còn siêu rẻ nữa rồi, đợt tới tăng giá rất là nhiều. Em ôm được cũng khá là nhiều. Đây hàng rồi cân nhìn này, Smart hết 8 cân chó con này. Cáp phụ kiện này, hạt này, các loại gói hạt nhỏ này, 3T này, cắt ai này, cắt giang này, mèo ô 7 cân loại xá lại không chưa gói bên trong này, smart hớp hạt xanh đỏ loại xá không chưa gói bên trong này. Bên trong rất nhiều em không trèo vào được, cắt giang, cắt nhật trắng này, smart hớp bao bộ bách loại 10 cân dành cho chó trưởng thành này, smart hớp gôn này. Các loại thùng rất nhiều nhé, đủ mẫu mã nhé, mèo ô này, đủ các loại này, mèo lớn, mèo con, mèo bầu, mèo lông dài, chó thể rất nhiều, chó cơ bắp, chó thường, chó con, chó size nhỏ, chó bầu. Đó, Wicket này, cắt đậu nành này, mèo ô 7 cân loại chưa gói nhé, loại này chưa 20 gói bên trong. Mèo ô này, Wicket này, mèo ô gold này, cắt mỹ này, rất nhiều loại, nói chung rất nhiều nhé, em nói qua thế thôi. Phụ kiện này, 3T Wicket này, 3T các loại rất là nhiều nhé. Đó, sữa Bill Mew. Đó, rất là nhiều. Mình cần gì inbox hoặc gọi điện cho em nhé. Chào mọi người.